gian hàng của đơn vị LX Acoustic. Hôm nay thì bên em có mang đến Blood Show 2024. Tại gian hàng sẽ gồm 4 loa đây, đây bát 30 cao cấp em nhé. Tầng này thì tầng đẳng cấp với model LA12. Và đây là hai cặp mít lao bát 50 rất là đẹp, cảm giác rất là chuẩn, sơn sần cát LA18S. Đây có hình dàn máy, đây sử dụng một mixer Yamaha thôi, ok chưa ạ. Hai bên thì sẽ trưng bày mỗi bên là một cặp xúc kép 50, ok chưa ạ, một cặp xúc kép 50 và mỗi bên là một cặp lavoir. Mỗi bên là một cặp loa lavoir 112. Cặp loa này thì bên em đang bán là 23 triệu một cặp, rất là đẹp, đang treo đèn em nhé. Rất là nhiều các mặt hàng hiện nay thì có mang đến này, rất là nhiều mẫu đẩy đến từ thương hiệu LX, LT3600, LT5000. Combo này thì em đang bán rất là nhiều rồi. Đấy, và đây đẩy hai kênh này, có TX250, D2.8 và D2.13, đẩy 4 kênh, có mã LT4000 có lít, LX HD4.10 em nhé, và H1304 đẩy 4 kênh, ok chưa? Đang bán với giá là 10 triệu một cặp Golo. Super 40 giá 13 triệu một cặp. U900 BS850 ULX8. Và đây là phần băng số, có băng số DX600, băng số L9, ok chưa? LX8 và D5, một số DX480, rất là đẹp. Bên này sẽ trưng bày một cặp loa lắc 12 bát 30. Loa lắc 12 bát 30 này đang có giá 10 triệu một cặp. Và số bát 50 thì đang có giá là 16 triệu một cặp.